Family and Friends, National Edition, Unit 1, Is This Your Mom? Lesson 2, Grammar and Song, page 11. Hello students, Miss Ngân is back again. How are you today? Are you ready to start? Before we move to our lesson today, let's review about lesson 1. Are you ready? Let's get started. Match the words to the pictures. Now, let's look at the screen. You can see 6 words. And we also have 6 pictures too. In 30 seconds, you will match the pictures to the correct words. Are you ready? 30 seconds for you. Let's start. Time's up. Let's check the answer together. Which pictures do you want to check first? Now, let's start with this picture. Who's this? This is Grandpa. Very good. Who's this? This is Grandma. Who's this? Yes. This is brother. Who's this? This is sister. Very good. Who's this? Yes, this is dad. And the last picture, this is mom. Very good. Now, let's move to the detail of the lesson today. Please check out your student book and your pencil. Then you open page number 11. Now let's start. Number 1. Listen and repeat. Now, everybody, let's listen and repeat. The first picture, please. Listening 21. Listen and repeat. Is this your mom? Yes, it is. Good. Now, the second pictures. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Very good. Now, let's look at this picture. You can see 2 girls, the girl A and the girl B. The girl A has a picture and she asking the girl B a question. Now, let's listen again. Is this your mom? Yes, it is. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào bức hình. Trong bức hình các con sẽ thấy có 2 bạn nữ, một bạn nữ A và một bạn nữ B. Bạn nữ A thì đang cầm một bức hình và đang hỏi bạn nữ B một câu hỏi. Và câu hỏi đó là gì? Is this your mom?
Đây có phải là mẹ của bạn không? Sau khi bạn B nhìn vào bức hình và bạn B trả lời như sau: Yes, it is. Vâng, đó là mẹ của mình. Now we move to the next pictures. In this picture, you can see two girls, the girls A and the girl B. At this time, the girl A has another picture, and she asks the girl B another question. Now let's listen this question and how the girl B answered. Ở trong bức hình này thì chúng ta cũng vẫn thấy hai bạn nữ A và bạn nữ B. Nhưng lần này thì bạn nữ A có một bức hình khác và hỏi bạn nữ B về câu hỏi. Vậy chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi của bạn A và xem bạn B trả lời như thế nào nha. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Lần này thì với bức hình này thì bạn A đặt câu hỏi như sau. Is this your dad? Đây có phải là ba của bạn không? Và câu trả lời của bạn B sau khi nhìn vào bức hình như sau. No, it isn't. This is my brother. Không, đây không phải là ba của mình. Đây là anh trai của mình. Vậy, khi chúng ta muốn xác nhận xem đây có phải là người quen của bạn mình hay của một ai đó hay không, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là Is this your, kèm theo nhân vật mà chúng ta muốn xác nhận. Nếu như nhân vật mà bạn mình hỏi đúng thì mình sẽ trả lời là Yes, it is. Còn nếu không đúng thì chúng ta sẽ trả lời là No, it isn't. Bên cạnh đó, mẫu câu Is this your, các con có thể dùng để xác nhận đồ vật với bạn của mình. Example, Miss Ngân có một ví dụ cho các con. What's this? Yes, this is a pencil. Đây là gì? Đây là một cây bút chì đúng không nè? Miss Ngân thấy một cây bút chì và Miss Ngân không biết cây bút chì này là của ai, nên Miss Ngân mới hỏi bạn của mình là Is this your pencil? Đây có phải là bút chì của bạn hay không? Nếu như đây là cây bút chì của bạn mình, thì bạn mình sẽ trả lời là Yes, it is. Còn nếu không đúng, thì bạn mình sẽ trả lời là No, it isn't. Tương tự, Miss Ngân có một cây bút mực. Miss Ngân muốn hỏi, đây có phải là bút mực của bạn không? Thì Miss Ngân sẽ hỏi là gì? Yes, Miss Ngân sẽ hỏi là Is this your pen? Nếu như đây là cây bút mực của bạn, thì bạn sẽ trả lời là Yes, it is. Còn nếu không phải thì bạn sẽ trả lời là No, it isn't. Very good. Now, let's listen to the song. Listening 22. Listen and sing. Your dad? No, it isn't. No, it isn't. This is my brother. Sister. Yes, it is. Yes, it is. Is this your grandpa? No, it isn't. No, it isn't. This is my grandma and me. This is
three, march the pictures to the words and say, on the screen, we can see four pictures and we can see four words too. In 20 seconds, you will match the pictures to the words. Like number one. Okay? 20 seconds for you. Let's start. Now, let's check the answer together. Number two, who's this? This is grandma. Very good. Number three, who's this? This is sister. Number four, who's this? This is dad. Very excellent. Now, one more time, listen and repeat after me. Grandpa, grandma, sister, dad. Very good. Now, you will close your student book and put it away. Then you take out your workbook and your pencil too. Open page number 11 and let's do exercise together. In this exercise, you will look at the word here, then you write them down in the line. Trong phần này thì các con sẽ nhìn từ ở trên đây và chúng ta sẽ viết xuống hàng ở dưới đây. Now, let's check the answer. Number 1. Grandma. Number 2, mom. Number 3, grandpa. And number 4, dad. Good job. This is the end of our lesson today. Thanks for your watching. Goodbye and see you next time. Goodbye.